Bí mật trường sinh của người già nhất lịch sử Trung Quốc, sống tới 256 tuổi, phần 2. Xin chào các khán giả thân mến. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi video của tôi được mọi người xem và tôi rất biết ơn các bạn đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để xem video của tôi. Mong các bạn xem xong có thể giúp chia sẻ. Hãy để nhiều người biết về nó hơn, mang lại niềm vui cho những người bận rộn hơn và làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc hơn. Và tôi cũng mong mọi người có thể cho tôi một like. Đó cũng là sự ghi nhận tốt nhất đối với tôi. Tôi rất biết ơn. Năm 1925, có người từ huyện Kaishan đến thăm ông. Khi đó, Lý Thanh Vân tóm tắt những lời khuyên về sức khỏe của mình cho du khách và chỉ nói 3 điểm. Ăn chay lâu dài và giữ tâm trạng yên bình. Đây là điều quan trọng nhất. Điều cuối cùng là duy trì sự thông suốt 3 kênh của cơ thể: nước tiểu, máu và đại tiện. Ông Lý Thanh Vân cho biết sức sống là chìa khóa cho tuổi thọ của con người. Và chỉ bằng cách duy trì sức sống thì người ta mới có thể sống lâu hơn. Bởi vì sau khi sống được 256 năm, không có người vợ nào của ông sống lâu được như ông. Lý Thanh Vân không còn cách nào khác là phải kết hôn nhiều lần nữa. Do đó, ông đã cưới tổng cộng 24 người vợ. Do gia đình nghèo khó, nên Lý Thanh Vân theo cha mẹ đi thu thập và bán thuốc thảo dược để kiếm tiền sống từ khi còn nhỏ. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng gia đình vẫn ở bên nhau, phụ thuộc vào nhau. Cuộc sống ngày càng tốt hơn, và Lý Thanh Vân, người đã vượt núi để thu thập thảo mộc từ khi còn nhỏ, có một sức mạnh rất mạnh mẽ, thân hình cường tráng. Mặc dù đã già, nhưng Lý Thanh Vân vẫn có làn da mịn màng, nước da hồng hào và thậm chí cả cơ bắp, khiến mọi người phải kinh ngạc. Vì vậy, mọi người từ khắp nơi trên cả nước đến gặp ông để hỏi về cách giữ gìn sức khỏe và tuổi thọ. Lý Thanh Vân chào đón mọi người và kể cho mọi người kinh nghiệm của mình. Ông tóm tắt 3 điểm. Thứ nhất, ăn chay lâu dài. Không bao giờ hút thuốc và uống rượu. Thứ hai là đi ngủ sớm, dậy sớm. Giữ tinh thần tĩnh lặng để đạt được trạng thái ngồi như rùa, đi như chim sẻ, ngủ như chó. Và thứ ba là dùng đậu đen, rau răm, cần tây, kim ngân hoa, vân vân. Ông đã chế biến những thứ này và đặt tên là Bách Thảo Trường Sinh Phương, Bái Xảo Tráng Sơn Phương. Lý Thanh Vân cảnh báo mọi người, nếu bạn đói, lạnh, ngứa, đau, cha mẹ bạn không thể thay thế bạn. Nếu bạn già đi, bệnh tật hoặc chết, vợ bạn không thể thay thế bạn. Chỉ có lòng tự trọng và tự lập là những nguyên tắc và chìa khóa của sức khỏe. Ngồi như rùa, đi như chim sẻ,
Ngủ như chó nghĩa là gì? Cả ba cái ngồi như rùa, đi như chim sẻ, ngủ như chó, tức là giữ tâm tĩnh lặng. Cụ thể, ngồi như rùa là ổn định và bình tĩnh. Đi như chim sẻ, tức là nhanh nhẹn và hoạt bát. Ngủ như chó là nằm nghiêng và giấc ngủ sâu. Sau đây tôi xin trình bày bí quyết trường thọ của người xưa, gồm 17 bài thuốc bổ cho các đối tượng có bệnh nền khác nhau, nguồn gốc từ những cuốn sách thần dược cổ truyền như Cảnh Nhạc Toàn Thư, Thương Hàn Luận, Hòa Tễ Cục Phương của Trung Quốc. Hôm nay tôi xin trình bày 3 bài thuốc bổ đầu tiên đã, rồi đến tập sau, tập thứ 3 phần 3 đấy, thì tôi sẽ trình bày tiếp các phần, các bài thuốc sau. Bài thuốc thứ nhất, Xí Xoán Ta Bú. Chủ trị, bồi bổ khí huyết, dùng trong các trường hợp thể lực bị suy yếu sau khi ốm dậy, người mệt mỏi, dã rời, ăn uống không ngon miệng, đổ mồ hôi trộm, lạnh chân tay, thiếu máu. Gồm các vị thuốc Trấn Sinh, Phú Lính, Bái Chú, Gan Sáo, Sú Đi Hoàng, Chuan Xiong, Đăng Quê, Bái Sáo, Hoàng Xí và Râu Quê. Thêm đại táo 3 quả, sinh khương 2 lát, sắc uống. Bài thuốc thứ hai, Ta Bú Yin Hoán. Chủ trị, thanh huyết nhiệt, làm mát can, mát gan đấy, thận, trị chứng can thận âm hư, hư hỏa bốc lên gây hoa mắt, ù tai, sốt cao, lưng đau, mồ hôi trộm, ho khạc ra máu, dễ cáu giận, ngủ ít, hay nằm mộng, mộng tinh. Gồm các vị thuốc Sú Đi Hoàng, Chi Mũ, Quy Bản, Hoàng Bọ. Tán bột luyện với mật làm hoàn, ngày uống 20g đến 30g. Bài thuốc thứ ba, Ta Bú Xin Đan. Chủ trị, ích khí, dưỡng huyết, bổ tâm, an thần, trị lo nghĩ quá mức, thần trí không yên, hồi hộp, chóng mặt, tự hãn tức là ra nhiều mồ hôi đấy, nôn mửa, hư phiền, mất ngủ. Gồm các vị thuốc Bó Dư Dấn, Hoàng Xí, Xoan Giáo Dấn, Hoàn Trị, Ú Vây Trí, Trấn Sinh, Phú Sinh và Sú Đi Hoàng. Tán bột luyện mật làm hoàn, to bằng hạt ngô, mỗi lần uống 20 tới 30 viên.
với nước cháo.